Chào các bạn, hôm nay ngày 28 tháng 11, ngày làm việc áp chót của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Các đại biểu làm việc tại hội trường để thảo luận các ý kiến còn khác nhau về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản và dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Kính thưa Quốc hội, buổi sáng trước khi tiến hành thảo luận, Quốc hội đã thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với 465 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 94,13%. Luật sau khi tiếp thu chỉnh lý gồm 10 chương và 83 điều, tăng 1 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Các đại biểu đã cho ý kiến về nghiên cứu xã hội hóa cổng thông tin điện tử đấu giá tài sản quốc gia. Việc đấu giá theo thủ tục phải được thực hiện thuận lợi, thúc đẩy công khai, minh bạch, khách quan của hoạt động đấu giá. Giữ nguyên quy định hiện hành về tiền đặt trước, cần chế tài đối với vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm. Bổ sung quy định về trình tự thủ tục đấu giá tài sản thi hành án, xem xét quy định về thời gian nộp tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, quy định về tài sản đấu giá còn chung chung chưa cụ thể. Đề nghị bỏ nội dung của điểm D điều 34 để phù hợp với điều kiện của thực tế, tạo điều kiện mở rộng đối tượng hành nghề và chất lượng đấu giá viên. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá tài sản sử dụng nguồn vốn không minh bạch để tham gia đấu giá, bổ sung quy định bổ túc hồ sơ tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá có năng lực tài chính, nâng cao chuyên nghiệp hóa nghề nghiệp đấu giá viên. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ với 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 93,93%. Tiếp đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 386 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 78,14%. Sau khi biểu quyết, các đại biểu đã tiến hành thảo luận dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Dự thảo luật gồm 7 chương với 73 điều, cần có những điều chỉnh gì, nhất là việc đề nghị bổ sung quy định chính sách của nhà nước về xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp và phương án chỉnh sửa về đặt hàng đấu thầu đối với các cơ sở dân sinh. Các đại biểu đã cho ý kiến về cần rà soát lại quy định về quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, rà soát giải thích từ ngữ và các hành vi bị nghiêm cấm. Cần quy định rõ về tính lưỡng dụng của công nghiệp quốc phòng an ninh, làm rõ khái niệm công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh. Việt Nam phải là quốc gia mạnh về biển nên cần chú trọng đảm bảo quốc phòng an ninh trên biển. Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp là vấn đề quan trọng, cần quan tâm đặc thù và ưu tiên. Cần có điều khoản riêng về chính sách đặc thù trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Để xây dựng nền quốc phòng an ninh vững mạnh, cơ sở pháp luật phải rõ ràng, khoa học. Cần làm rõ các loại hình liên doanh, liên kết cụ thể trong sản xuất sản phẩm dịch vụ, thương mại, phát triển kinh tế xã hội để xác định, triển khai tổ chức thực hiện. Cuối buổi chiều, các đại biểu cũng nghe giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời. Ngày mai 29 tháng 11, Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 sau khi thông qua một số nghị quyết.